Thưa quý khán giả, mặc dù các văn bản pháp luật cấm xe máy lưu thông trên cao tốc chỉ dành riêng cho ô tô, nhưng thực tế những chiếc xe máy gông ghênh chiếm đường hay đi ngược chiều vẫn diễn ra hàng ngày hàng giờ. Và nếu va chạm xảy ra khi xe đang chạy ở tốc độ cao thì hậu quả luôn vô cùng thảm khốc. Nhưng tai nạn qua đi, nhiều người mặc định xe lớn với đền xe bé dù họ không có lỗi. Thực hư ra sao, chúng tôi tổng hợp ý kiến chuyên gia sau ít phút. Chuyển động Đông Tây trưa nay với những thông tin đáng chú ý khác. Từ đầu tháng 2, tại đồng bằng sông Cửu Long thì mặn xâm nhập với nồng độ cao và xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm. Nhờ được cảnh báo từ trước nên ngành nông nghiệp và người dân các tỉnh thành chủ động phương án phòng tránh thiệt hại. Vào cao điểm độ mặn đo được tại cống Dũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long lên đến 4,2 phần ngàn. Nhờ vận hành kịp thời linh hoạt nên vùng sản xuất bên trong không bị ảnh hưởng. Hàng trăm ngàn hecta vườn keo trái gồm sầu riêng, bưởi đảm bảo đủ nước ngọt tưới tiêu và tránh được mặn xâm nhập. Theo nhận định của chuyên gia, mặn năm nay không gây gắt, song diễn biến bất thường theo triều và gió đông bắc. Một số thời điểm ảnh hưởng đến việc lấy nước của các công trình thủy lợi từ 40 cây số trở xuống. Hiện ranh mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu từ 50 cho đến 55 cây số trên sông Cổ Chiên, từ 40 cho đến 45 cây số trên sông Hậu, từ 55 cho đến 70 cây số ở sông Dàm Cỏ. Hiện độ mặn trên các sông ở đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh hơn so với dự báo, nhưng lượng nước ngọt khá dồi dào do mưa kết thúc trễ cộng với triều cường. Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên chủ quan, cần chủ động tích trữ nước, theo dõi mặn, bảo vệ sản xuất và đời sống dân sinh. Đánh bài, lắc bầu cua, đá gà những ngày xuân từng là nét văn hóa dân gian lâu đời, nhưng dần dần bị biến tướng thành các trò cờ bạc, sát phạt đỏ đen. Có nhiều người bắt đầu từ việc chơi cho vui, xã giao với bạn bè hay là lấy may năm mới. Nhưng sau đó, thắng thì được đà muốn chơi tiếp, thua lại cay cú muốn gỡ gạt. Cứ thế lấn sâu vào cờ bạc đỏ đen. Vậy là thay vì đi tìm niềm vui, kết quả nhận được là những hình thức xử lý thích đáng của pháp luật. Tại Đồng Nai, ngành chức năng ra quyết định khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Văn Công, sinh năm 1987, cùng với 7 đối tượng khác trú trên địa bàn và thành phố Hồ Chí Minh. Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Công đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với 7 đối tượng tại nhà Công ở xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, thu giữ hơn 5 triệu đồng tiền mặt, 9 điện thoại di động và 3 tờ phơi cá độ bóng đá. Bước đầu xác định tổng số tiền tham gia đánh bạc là hơn 1 tỷ đồng. Sang huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc chơi thì bị một nhóm thanh niên tại đây đuổi đánh. Các đối tượng này nảy sinh ý định trả đũa bằng cách tha đánh nhầm hơn bỏ sót. Đó là chặn đánh tất cả thanh niên đi xe máy biển kiểm soát đầu số 88 của tỉnh Vĩnh Phúc. Theo công an thành phố Việt Trì, từ ngày mùng 1 đến mùng 4 Tết Nguyên Đán vừa qua, nhóm thanh niên gồm 22 đối tượng do Trần Văn Hùng cầm đầu, tập trung ở quán nước đầu cầu Việt Trì, chờ các thanh niên đi xe máy biển kiểm soát số 88 để chặn xe, đuổi đánh. Trong 4 ngày, nhóm này hành hung nhiều nạn nhân, trong đó có 4 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, ngành chức năng quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 12 đối tượng vì tội gây rối trật tự công cộng và tội cố ý gây thương tích. Các tuyến cao tốc hiện nay cấm hoàn toàn việc xe máy lưu thông, nhưng vẫn có những người lái xe máy hoặc là đi nhầm, hoặc cố tình đi vào bất chấp nguy hiểm tính mạng. Ngày 5 tháng 2 vừa qua, xảy ra một vụ tai nạn trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. Người điều khiển xe máy đi ngược chiều bị xe tải tông tử vong. Sau vụ việc, nhiều ý kiến tranh luận liên quan đến trách nhiệm pháp lý của các bên, nói cộm là chuyện xe lớn phải đền xe bé. Người thì cho rằng xe máy đi trên đường cao tốc có lỗi cho nên phải bồi thường. Người cho rằng tài xế ô tô phải bồi thường. Bởi theo luật thì đây là nguồn nguy hiểm cao độ. Cơ quan chức năng bước đầu xác định khuya ngày 5 tháng 2 trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương thuộc địa bàn tỉnh Long An, xe tải 84C05583 do tài xế TQT 30 tuổi ngụ tỉnh Trà Vinh điều khiển lưu thông theo hướng miền Tây thành phố Hồ Chí Minh.
va chạm với xe máy 54K40215 do ông THV, 61 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau điều khiển, chạy ngược chiều tại làn dành cho ô tô. Sau va chạm, ông V tử vong tại chỗ. Áp dụng trong vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, khi xem đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại, cần xét yếu tố lỗi của người đi xe máy, vì theo quy định tại điều 585 Bộ luật Dân sự và nghị quyết 02, trường hợp cơ quan điều tra kết luận ông V cũng có một phần lỗi thì không được nhận toàn bộ khoản bồi thường mà bị trừ đi phần được bồi thường thiệt hại tương ứng với phần lỗi đó. Về chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường, cơ quan chức năng xác định ai là chủ xe tải để xác định ai phải bồi thường. Về việc xem xét trách nhiệm hình sự trong vụ việc, luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân, đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai, giảng viên Học viện Tư pháp cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc có khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong trường hợp này hay không còn phụ thuộc vào kết quả điều tra, như có vượt quá tốc độ, sử dụng rượu bia, không đảm bảo khoảng cách an toàn trên cao tốc theo quy định. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, tài xế ô tô có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trong những vụ tai nạn liên quan đến xe máy đi ngược chiều trên đường cao tốc dành riêng cho ô tô, tài xế dù không sai vẫn gặp nhiều rắc rối, phiền toái. Bởi xe của họ bị gọi là xe gây tai nạn, họ trở thành người gây tai nạn và phải tốn rất nhiều thời gian để làm việc với cơ quan điều tra, giải quyết các thủ tục pháp lý. Có trường hợp còn phải đối mặt với những yêu sách của người nhà nạn nhân, dù trong nhiều vụ việc nguyên nhân xuất phát từ chính người mất. Thực tế có nhiều cái chết thương tâm xảy ra với người đi xe máy do lỗi sai của chính họ dẫn đến tai nạn với ô tô. Tháng đầm năm ngoái trên cao tốc Láng - Quà Lạc, đại lộ Thăng Long, Hà Nội, người phụ nữ lấy xe máy ngược chiều trên làn đường dành cho ô tô thì va chạm với chiếc xe bán tải dẫn đến tử vong. Và cũng trên đường cao tốc này gần 3 năm trước, một chiếc ô tô tải va phải xe máy đi ngược chiều, khiến nó văng ra xa, còn thiếu nữ điều khiển xe máy mãi mãi ra đi ở tuổi 18. Đầu tháng 3 năm ngoái, anh TH ngụ thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh điều khiển ô tô trên quốc lộ 22 thuộc thành phố Tây Ninh thì bất ngờ bị một người đàn ông điều khiển xe máy tông từ phía sau. Sau va chạm, lái xe máy ngã ra đường bất tỉnh, anh TH dừng xe và đưa người này đi cấp cứu. Tại bệnh viện, gia đình bệnh nhân yêu cầu bồi thường, dù người làm chứng vụ việc cũng giải thích rõ nhưng họ vẫn bắt đền 50 triệu đồng. Anh cho biết mình không sai luật nhưng vì không muốn rắc rối nên chấp nhận khoản tiền bồi thường. Theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, thông tư số 63 quy định rất rõ về việc tạm giữ, xử lý tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề và tạm giữ người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ liên quan đến vụ tai nạn giao thông. Thời hạn tạm giữ phương tiện không quá 7 ngày kể từ ngày tạm giữ. Trường hợp có nhiều tình tiết phức tạp cần xác minh, lực lượng chức năng có thể 2 lần kéo dài thời hạn, nhưng tối đa không quá 60 ngày. Sau khi kết thúc khám nghiệm phương tiện giao thông, xác định người điều khiển phương tiện không có lỗi và không vi phạm các quy định của pháp luật, thì phương tiện giao thông phải được trả ngay cho chủ sở hữu. Không có việc chờ đơn bãi nại của gia đình người bị thương hoặc tử vong, thì chủ xe mới được trao trả phương tiện tạm giữ. Về nguyên tắc, trong bất kỳ vụ tai nạn giao thông nào, dù có người tử vong hay không, lực lượng chức năng xem xét hậu quả, ai gây ra lỗi hay lỗi hỗn hợp hoặc là tai nạn tự gây làm căn cứ xử lý vụ việc, nên không có chuyện xe to phải đền xe bé hay người đi đúng phải đền người đi sai. Chuyển động Đông Tây đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.